Để lên mâm nhá. Ngon không? Đẳng cấp không? Ở nhà hàng làm gì có cái mâm nào như này đâu anh em đúng không? Mà đúng ra ấy, mình phải mở nhà hàng anh em ạ. Chứ mình làm YouTuber nó không hợp. Mình phải mở nhà hàng anh em ạ. Hello, xin chào tất cả mọi người, quay trở lại channel của mình nha. Đấy, lại là mình là Trung đây, đấy. Thì hôm nay cho anh em xem một cái gọi là đây, cho anh em xem đây. Một cái gọi là bề sống anh em nhá. Đó, anh em nhìn không? Bề còn sống này, đấy. Đây, còn sống luôn anh em ạ. Đấy, đấy, may là bây giờ nó không chết nhá. Mình đã thức đêm để bắt con này về cho anh em làm những video chất cho anh em xem đó này. Cho anh em xem đây. Ui giời. Mình sẽ ăn con bề này thôi anh em ạ. Đó, chén thôi, chiển thôi anh em. Đó, rồi mình sẽ chất bếp và nướng con này luôn anh em nhé. Ở ngoài đây ít củi quá các bạn ạ. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And nhìn mình làm vlog với mà như kiểu là mình gọi là người ngoài hành tinh vậy. Ok các bạn nhá, đấy thì bây giờ mình đã gọi là mình lại đi tạo cái vỉ mới về anh em ạ. Bởi vì nướng con này phải cần có vỉ mới nướng được. Đấy, đấy, cho nó đỡ bẩn mà anh em, đó. Đấy, bây giờ mình sẽ cho lên và mình nướng lên thôi, ăn thôi. Theo phong cách sinh tồn mà anh em. Chân nó vẫn còn ngoe ngoải luôn. Đấy, đấy, con còn đang dậy dậy nhá này. Đấy. Tí nữa chỗ này ấy, sẽ chui vào bụng mình hết anh em ạ. Đó. Úi trời. Đang dậy chết, bề dậy chết. Sau đây chuyên mục bề dễ chết xin được phép bắt đầu. Úi giời, chảy nước phun vòi rồng ra này. Ui giời, ui ơi, đẳng cấp luôn. Úi lố luôn này. Ui giời, ui giời, ui giời. Cho anh em xem. Ui ơi, ngon luôn này. Mình đã lấy được tảng đá này để tí làm mâm để ăn anh em ạ. Đó. Đấy. Mình vừa làm đá để làm mâm luôn. Chiến rồi. Đó. Chất luôn. Để lên mâm nhá. Ngon không? Đẳng cấp không? Ở nhà hàng làm gì có cái mâm nào như này đâu anh em đúng không? Mà đúng ra ấy, mình phải mở nhà hàng anh em ạ. Chứ mình làm YouTuber nó không hợp. Mình phải mở nhà hàng anh em ạ. Ui trời, đã cầm luôn này. Ui, em xem nhá. Mình sẽ ăn cho anh em xem. Con bê bê. Ui trời. Thơm, phê, ngon. Thịt bè ngon, ngon quá, ngon.
cho anh em xem nhá. Đây là chiếc mâm huyền thoại của mình anh em ạ. Cấp luôn. Đấy. Ngọt quá, nóng quá. Ui trời ơi. Cho anh em xem. Cặp mồm này. Ngon. Ngon. Phê. Anh em nào ấy mà đến từ mình ấy, mình thưởng cho anh em mỗi anh em 10 con này ăn luôn. Để nhờ anh em nhờ mình xem nướng mẻ thứ hai luôn này. Úi giời, bỏ ra khỏi cái vỉ nướng luôn. Con này vẫn sống luôn nhá. Hai con này. Đó, đấy. Rất là tươi luôn, bấy tươi luôn này. Đây anh em nhá, nó đang xèo 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 này. Úi giời. Úi giời, úi giời. Úi này. Úi giời. Tuyệt vời cú mèo luôn. Đấy. Để cho các bạn xem này, giờ mình sẽ bóc hết một con này ra cho anh em xem. Đấy, đây mình gọi là bề bề trông trăng. Nướng chui luôn anh em ạ, đó, bề bề trông trăng này. Úi giời, đẳng cấp luôn. Úi giời. Úi giời. Để em xem này. Ăn thì ngon thôi rồi, ngấp mồm. Úi à. Trong bếp phải vẫn còn mấy con nữa. Ngoan, ngoan. Chín rồi. Hả? Chín rồi. Mời các bạn đây, mình sẽ giở tiếp mẻ thứ hai ra cho anh em xem đấy. Con này là con đại ca của các con còn lại nhá anh em nhá. Đó. Mơm bề bề. Ấy mình sẽ xếp theo cái trình tự là con trưa này, con này có thể là đến đây. Đặt cấp luôn anh em ơi. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. Đấy anh em nhá. Bình thường ấy là mình ăn con này không bao giờ phải bóc vỏ đâu, nhưng mà vì có anh em xem video của mình ấy nên mình xấu hổ mình phải bóc vỏ ra ăn cho nó đàng hoàng anh em ạ. Đó này, ngon luôn. Ngon chưa? Ui vui nhở. Con này ấy anh em mà ăn cả vỏ ấy thì có thể bị xước mồm anh em nhá, vì nó có gai. Ngon. Đẳng cấp luôn. Review đồ biển cho anh em xem. Bắt được con này là hơi bị phức tạp đấy anh em ạ. Mà chỉ cần rán thôi. Ngon. Ngon. Má à. Ui à. Cho anh em xem này. Đây là con đại tướng của các loại đại tướng luôn. Này. Ui. Úi giời. Ăn cái này nắp lên. Ăn ngọt ăn ngọt. Wow wow. Trứng bạn trứng bên trong. Chả cấp luôn. Mấy ông kia ngồi kia cứ nhìn mình ăn rõ hết tất tất dãi rồi đấy, mình quay máy quay ra lại quay mặt đi ngay tưởng gì.
Để tươi đấy, bé vẫn còn sống luôn. Có phải chuyện đơn giản đâu mà. Ừ, trứng. Trứng bé. Ok các bạn ơi, nếu các bạn thấy video của mình hay và thú vị thì đừng tiếp một like, một share và đừng quên ấn đăng cái kênh ủng hộ cho mình nhá. Bây giờ xin chào và tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Till my shadow turns to sun rays and I...